Uất ức vì bị chủ tiệm văn phòng phẩm vu khống ăn cắp đồ, cô bé cấp 2 chọn cách ra đi để chứng minh mình trong sạch. Sự việc đau lòng này xảy ra tại thành phố Tất Tiết, Quý Châu và đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người dân Trung Quốc. Theo thông tin được biết, cô bé 11 tuổi này đã cùng bạn mình đến một cửa tiệm văn phòng phẩm mua một món đồ trị giá 3,6 tệ, tương đương gần 12.000 Việt Nam đồng. Cô bé đã đặt tiền lên bàn trả tiền cho món đồ, nhưng không hiểu vì sao chủ tiệm lại khăng khăng nói cô bé chưa trả tiền cho mình. Bạn học đi cùng cũng đã chứng thực cho cô bé là em đã trả tiền, không hề lấy khung của chủ tiệm. Nhưng người này vẫn nhất quyết không tin. Sau đó, chủ tiệm đã tìm được mọi thông tin của cô bé, như tên tuổi, đang học lớp nào, trường nào. Lấy cả vở của cô bé, viết thông tin lên, treo bên ngoài cửa tiệm như một hình thức bêu rếu. Thậm chí chủ tiệm còn gửi chuyện này về cho nhà trường, group lớp và group phụ huynh của cô bé. Đáng chú ý hơn là có nguồn thông tin cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp cô bé đang học còn là người đầu tiên lan truyền thông tin lấy đồ hoàn toàn chưa được kiểm chứng cho các học sinh trong lớp cùng biết, khiến em bị các bạn xa lánh. Vì quá uất ức, cô bé này đã lựa chọn lên tầng 33 của một tòa nhà nào đó và không bao giờ trở lại nữa để tự chứng minh sự trong sạch của bản thân. Quá đau lòng khi bị mất con, người thân của cô bé đã cầm di ảnh của em đến trước cửa, cùng rất nhiều người dân cũng đến vây kín cửa tiệm văn phòng phẩm kia để đòi lại công lý cho em. Xét thấy tính nghiêm trọng của sự việc, hiện phía cơ quan điều tra hình sự của Trung Quốc đã vào cuộc để điều tra, làm rõ và truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!